wherever I always lead her. She lie, but I leave her. Love stick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with the love and the cold pang pang. That's cause a killer from the game. Shut me down with the love and go bang bang. And oh, I love her so, that's why I got her to know that I'd be here for her to always love her down. And maybe that's the truth, the clock can tick and say no, you shall wonder when my thoughts and see you when you down. Bang, bang, shot with a bang. Love and doubt that I shot my baby with a bang. Một tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều. Cảm ơn Ngọc Kayla. Thì bạn đã gửi đến cho các bạn khán giả cũng như là ba vị ban giám khảo một tiết mục vô cùng sôi động và thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh. Xin mời chị ạ. Càng ngày thì Phạm Việt Thắng càng cho chúng tôi thấy là cái sự đa dạng của Thắng. Tức là Thắng có thể hóa thân thành nhiều nhân vật với những cái hình ảnh, nhân dáng cũng như là giọng hát là khá là đa dạng. Phần hát thì mình cũng không nghe rõ lắm đâu. Bởi vì thực ra là trong cái phần hát này thì cô nữ hát thì nhiều hơn. Đúng không? Còn cái phần hát của anh Will.i.am thì cũng không phải là có nhiều điểm nhấn. Nhưng cái điểm nhấn nhất ở đây là Thắng đã vũ đạo một cách rất là điêu luyện. Dường như là bạn đã tập nhảy từ lâu lắm rồi. Phải không? Dạ, về nhảy thì em cũng mới tập tham gia chương trình thì em tập nhiều. Còn những cái tiết mục của trước đó thì em có tập qua, nhưng mà những cái thể loại khác. Nên là mong rằng là sau cái chương trình Gương Mặt Thân Quen Thế Hệ Mới này thì bạn cứ thế mà phát huy tiếp thôi. Bởi vì thực ra là bạn đã có sắc vóc, có giọng hát, và bạn cũng có một cái sự tinh ý, thông minh và đa dạng. Cái quan trọng nhất là bạn rất là đa dạng ấy. Hôm nay bạn có một tiết mục rất là tốt, chúc mừng bạn. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Ốc Thanh Vân. Xin mời chị ạ. Hôm nay thì Phạm Việt Thắng, em chọn chúng một nhân vật có nét đặc trưng, cho nên là chỉ cần là hóa trang thôi thì đã cảm nhận được hình ảnh của nam ca sĩ này rồi. Cộng với việc là em đã trau dồi từ vũ đạo cho đến cái cách hát, cái cách nhún nhảy, cái kiểu biểu diễn trên sân khấu là hoàn toàn có thể thuyết phục được người xem, vì họ nhìn thấy bóng dáng của người ca sĩ này với hình ảnh của em ngày hôm nay. Với cá nhân chị, thực ra chị hơi tham một chút, chị muốn là Thắng máu lửa hơn một chút. Tại vì ở cái đoạn mà bùng nổ nhất trong bài biểu diễn này thì chị thấy em vẫn còn thiếu điều đó. Tuy nhiên, nếu như mà xét về tổng thể thì đây vẫn là một tiết mục rất là đáng xem. Và chị mong rằng là sau đêm nay, chặng đường sắp tới của em nó sẽ rực rỡ hơn. Bởi vì mọi người, và nhất là khán giả đã thấy được năng lực của em.
Và chúc mừng em vì em đã có một tiết mục rất hấp dẫn. Em cảm ơn chị Vân rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Ốc rất nhiều ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe giám khảo Đại Nghĩa nhận xét ạ. Với nhân vật này, cái nhân dáng miễn bàn, quá đẹp, bước ra một cái là wow, nhìn là ra ngay lập tức. Về phần vũ đạo, anh bất ngờ. Cái bài này em nhảy rất là nhiều và hai cái chân em cũng rất là điêu luyện. Còn về phần hát, hồi nãy chị Linh nói rằng cái phần hát của các anh chàng hơi ít hơn so với cô nữ, em lại thấy khác á chị. Em thấy rằng các anh chàng này có nhiều điểm nhấn trong cái phần hát này đó. Cái phần mà gì đó. Mà chị không có nghe. Thì bởi vậy, hơi khó chính nghe vì đó là một cái điểm nhấn trong cái tiết mục này của anh chàng. Mà Thắng khi mà đến cái điểm cao trào nhất, cái đỉnh nhất của nhân vật mình á, hơi thiếu chút xíu thôi. Đó, cái cách mình bật hơi, cái cách mình phát âm ra từng chữ này, nó nối qua chữ kia, nó đang bị nhòe nhòe nhòe. Trong khi anh chàng Will Em này thì từng từ một, nó bắn nó rất là mạnh, nó rất là rõ luôn trong từng từ, mặc dù rất là nhanh. Em có thể em hát lại giùm anh một đoạn hoặc là hai đoạn cái chỗ này, cái chỗ trời thách thức em đó, cái chỗ đó thách thức đó. Được ạ, đó là cái điểm nhấn đó chị, quan trọng nhất cho đó, làm được cho đó cái là tự nhiên mình thấy wow, vỗ tay ngay lập tức. Em làm nha anh. Vỗ tay các bạn ơi. Hey baby, can't get you out my brains. Damn girl, go suck a sexy thing. Lady, my baby makes me go tow tow. Đó, thì những cái đoạn như thế này á, nếu như mà em chỉ cần em làm cho nó chắc hơn, nó mạnh hơn, cái từ nó bắn ra nó nét hơn, thì coi như là chiếm trọn hoàn toàn tình cảm của tất cả mọi người. Nhưng mà luôn. Nếu là khúc đó mà anh làm thì anh nghĩ anh làm được không? Chắc chắn là anh làm không được nha, là anh nhai lưỡi, anh cắn nuốt luôn đó. Thì chỉ có một tí xíu, cái đó là cái điều hơi tiếc nuối ở anh trong cái tiết mục này của em. Còn toàn bộ những cái còn lại em làm rất tốt, chúc mừng em. Em cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều ạ. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều. Vâng ạ, xin chúc mừng Phạm Việt Thắng. Một chai vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng.